Đỗ Mỹ Linh khoe nhan sắc chuẩn gái một con trong mòn con mắt, rạng rỡ ngồi ghế nóng. Mỗi lần xuất hiện, Đỗ Mỹ Linh lại khiến dân tình mê mẩn với nhan sắc xinh đẹp. Mới đây trên trang cá nhân, Đỗ Mỹ Linh đang tải khoảnh khắc ngồi vị trí ban giám khảo chấm thi, nhan sắc nàng hậu nổi bật giữa đám đông, thoát vai mẹ bỉm, Đỗ Mỹ Linh lên đồ lộng lẫy, đi đến đâu chiếm spotlight đến đó bà xã chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội FC lên đồ sang chảnh với outfit chiếc đầm trắng, bông xòe cùng lối trang điểm nhẹ nhàng khiến đàn hậu ghi điểm tuyệt đối trong mắt người đối diện, khiến anh chồng cũng phải thốt, nhan sắc mẹ biển xuất sắc, sự xuất hiện của em là món quà đặc biệt. Sau khi sinh con gái khoảng vài tháng, đội Vi Linh đã bắt đầu rụt rịch quay trở lại với quần quay công việc. Bà xã chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội FC lên đồ sang chảnh với outfit chiếc đầm trắng, bồng xòe cùng lối trang điểm nhẹ nhàng khiến nàng hậu ghi điểm tuyệt đối trong mắt người đối diện. Sau khi sinh con gái khoảng vài tháng, Đỗ My Linh đã bắt đầu rụt rịch quay trở lại với quần quay công việc. Thiết kế ôm sát cũng giúp nàng hậu chính ít khoe trọn những đường cong cuốn hút của cơ thể. Cô đốn tim toàn bộ khán giả có mặt tại sự kiện bởi thần thái sang chảnh nhưng lại rất thân thiện gần gũi với mọi người. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận có cánh cho Đỗ Mỹ Linh như Chúc mừng em nhé, xuất sắc luôn, vẻ đẹp thánh thiện trong veo nhưng không kém phần sang trọng. Chúc mừng mẹ bỉm Đỗ Mỹ Linh, em đẹp xuất sắc, quá đẹp dịu dàng trong veo nhưng không kém phần sang trọng. Chúc mừng em với vai trò một ban giám khảo thật vô tư và công minh. Càng ngày càng xinh nha cô Linh ơi. Cô đón tim toàn bộ khán giả có mặt tại sự kiện bởi thần thái sang chảnh nhưng lại rất thân thiện, gần gũi với mọi người. Đỗ Mỹ Linh khoe nhan sắc chuẩn gái một con trong mòn con mắt. Mỗi lần xuất hiện, Đỗ Mỹ Linh lại khiến nhân tình mê mẩn với nhan sắc xinh đẹp. Đỗ Mỹ Linh đăng quen Hoa hậu Việt Nam 2016. Thời điểm đó, người đẹp từng phải đối mặt với những dư luận về nhan sắc. Theo năm tháng, cô đã chứng tỏ bản thân ngày càng hoàn thiện hơn về ngoại hình lẫn suy nghĩ, hành động hiện tại người đẹp có cuộc hôn nhân viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ